Chào mừng quý vị trở lại kênh OTB của đồ gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, thì bây giờ là 1 giờ chiều ngày 19 tháng 10 năm 2019. Vâng, thì mặc dù trời rất là mưa gió, rét mướt, vâng, thì nhưng mà tôi rất hân hạnh được đón chị Thủy Đáp. Chị Thủy Đáp nhỉ? Thủy Đáp. Vâng, ở thành phố Phúc Yên. Vâng, chị không quản ngại đường xa và thời tiết rất là xấu, và chị đã lên tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để nhận thu mộc trước bàn thờ trên 20 phòng gỗ cụ. Và chị lần trước chị đã lên đặt chúng tôi rồi, và hôm nay xong chị lên kiểm tra phần thô. Thì đây trên hình ảnh quý vị, đây là chiếc sập thờ của chị Thủy Đáp đây. Và đây, chiếc sập thờ này nó mẫu gọi là Mai Điểu, và có kích thước là dài 1m97, rộng 1m07, cao 1m17 và chân 20, và được những dây chạm cảnh mai hóa, chất liệu gỗ gụ và rất là tinh xảo. Và thì đây chủ nhân của chiếc sập thờ đấy, đó là chị Thủy Đáp đấy, ở thành phố Phúc Yên này. Và thì rất chân thành cảm ơn chị Thủy Đáp và đã tin tưởng và dùng đồ gỗ ở cơ sở của đồ gỗ Tùng Tám. Vâng, thì hơn 60 cây số chị đã vượt. 60 là 80 khoảng 60 cây rồi. Vâng. Lên chị ký nhận đây. Vâng, thì chị thấy ưng ý chiếc sản phẩm này không chị? Trước khi chị đặt. Mình rất ưng ý cái sản phẩm này nha. Mọi người cứ lên hệ Tùng Tám đồ gỗ nha. Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Mình rất là kỹ tính, nhưng mà đến đây là những cái hoa văn, những cái nét chạm trổ này là rất là đẹp. Và mình mà vào diện khó tính mà còn ưng ý thì mọi người thì ai cũng có thể ưng ý về cái mẫu này. Mọi người cứ lên đến với lại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Vâng, thế cảm ơn chị Thủy Đáp nhá. Vâng, chị đã tin tưởng vào dùng đồ gỗ Tùng Tám, và mọi người thì sẽ chia sẻ và nghe ý kiến của chị Thủy là chị rất khó tính, và chị đã ưng ý sản phẩm này. Thì ai có nhu cầu xin liên hệ cơ sở gỗ đồ gỗ Tùng Tám nhá. Có số điện thoại là 0987 50806, và cơ sở của tôi nằm tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và thế xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh đồ gỗ Tùng Tám nhá.